Có người đã nói khi lũ bão tràn về, đồng bào gặp khó khăn thì nghệ sĩ, người nổi tiếng ở đâu? Và những ngày gần đây thì chúng ta đều nhận được tín hiệu rất rõ ràng. Nghệ sĩ Việt chưa bao giờ đứng ngoài nỗi đau của nhân dân. Chúng tôi vẫn luôn ở đây và luôn luôn sẵn sàng góp sức góp của để giúp đỡ đồng bào. Sau khi bão số 3 năm 2024, bão Yagi đổ bộ vào các tỉnh thành phía Bắc, hàng ngàn gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Sự mất mát là không chỉ tài sản mà còn là sinh mạng của người dân. Tuy bão đã tan nhưng nhiều địa phương như Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai xảy ra lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước sâu khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, cả nước đã và đang tập trung mọi nguồn lực về tâm bão lũ. Giới nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu, người nổi tiếng đã có những hành động thiết thực hỗ trợ bà con vùng thiên tai. Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ cho biết sẵn sàng lên đường cùng đoàn cứu trợ. Trên các nền tảng mạng xã hội, sự đóng góp của nghệ sĩ lan tỏa chóng mặt. Ảnh truyền tiền đến tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh thành bị thiệt hại do bão Yagi, lũ lụt tại miền Bắc xuất hiện trên loạt tài khoản của Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Uyên Linh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Hòa Minh Di, Tóc Tiên, Lý Hải Minh Hà, Hương Tràm, Ninh Dương Lan Ngọc, Phí Phương Anh, Phương Nga Bình An, Jin Tuấn Kiệt, Huỳnh Lập, Minh Tú, vân vân. Nhiều nghệ sĩ lên đường có mặt tại hiện trường các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ca sĩ Thái Thùy Linh đang ở Bắc Giang, cùng đội tình nguyện mang theo những vật dụng cần thiết cung cấp cho người dân. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh đi phát cơm và vật dụng tại một số địa điểm ở Thái Nguyên, còn ca sĩ Bằng Kiều hỗ trợ tại tỉnh Yên Bái. Mới đây, bộ đôi ồn ào nhất nhì mạng xã hội là Tuấn Hưng và Duy Mạnh đã tuyên bố sẽ kết hợp cùng nhau tổ chức đêm nhạc và cam kết ủng hộ 3 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ. Theo Tuấn Hưng, chiều 13 tháng 9, ban tổ chức đêm nhạc đã tạm ứng số tiền trên để gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Theo nguyện vọng từ ban tổ chức và các nghệ sĩ, số tiền sẽ được ưu tiên sử dụng vào các dự án xây dựng, tái thiết bản làng tại Lào Cai, nơi chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, Tuấn Hưng đã gây chú ý khi lên mạng xã hội thách Duy Mạnh cùng làm live show với mục đích ủng hộ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Bây giờ mới là lúc mình muốn nói ra nè, tôi thách anh Duy Mạnh làm live show với tôi để ủng hộ đồng bào đấy. Tôi đảm bảo live show này thu về tiền tỷ. Nào, dám chơi không? Anh từng viết. Ngay sau đó thì Duy Mạnh lên tiếng đồng ý. Cá nhân Tuấn Hưng trước đó ủng hộ 100 triệu đồng. Anh cùng các anh tài của anh trai Vượt Ngàn Trông Gai quyên góp được số tiền khác trị giá 230 triệu đồng để gửi tới đồng bào. Trong khi đó, Duy Mạnh cũng gửi 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đó, trước nhiều tổn thất do bão Yagi gây ra, Quỹ Hạt Vừng chính thức trở lại với việc khởi xướng chương trình thiện nguyện Tiếng Gọi Yêu Thương nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau hỗ trợ đồng bào. Trong đêm nhạc Tiếng Gọi Yêu Thương, danh thủ Quang Hải đã tặng một chiếc áo thi đấu với chữ ký của cả đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ với ban tổ chức, Quang Hải cho biết, chương trình Tiếng Gọi Yêu Thương có rất nhiều người cùng chung tay góp sức. Hải chỉ góp một phần nhỏ bé. Vật phẩm Hải đóng góp là chiếc áo thi đấu với chữ ký của tất cả cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng món quà này sẽ được các nhà hảo tâm ủng hộ để có thể được chia sẻ thêm phần nào những khó khăn mà đồng bào miền Bắc đang gặp phải sau khi hứng chịu cơn bão Yagi. Trước đó vào tối 10 tháng 9, Quang Hải và Chu Thanh Huyền, bà xã của anh, đóng góp 250 triệu đồng cũng như bán tài sản cá nhân như ô tô để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Chu Thanh Huyền cho biết, với tình hình bão lũ thiên tai đang vô cùng phức tạp, hậu quả nó để lại rất lớn. Việc tặng xe rình rang trong livestream, vợ chồng tôi thấy hoàn toàn không hợp lý. Vợ chồng tôi quyết định giao bán chiếc xe này và toàn bộ số tiền bán sẽ được ủng hộ vào quỹ khắc phục thiên tai. Hành động của vợ chồng chàng cầu thủ được nhiều lời khen và ủng hộ. Bên cạnh đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng góp 1 tỷ đồng, ca sĩ Tùng Dương và nhóm bạn đóng góp 500 triệu đồng, ca sĩ Mỹ Tâm góp 200 triệu đồng, nghệ sĩ Việt Hương góp 200 triệu đồng là những thông tin gây chú ý trong những ngày qua. Ca sĩ Tùng Dương cho biết anh và những người bạn thân thiết sẽ chuyển 500 triệu đồng tiền mặt tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên để chia sẻ với bà con vùng lũ. Tôi và những người bạn thân thiết thống nhất trước mắt sẽ ủng hộ 500 triệu đồng để chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên vì nơi đây đang phải đối diện với cơn lũ lịch sử. Tôi không chắc là những ngày tới mình sẽ quyên góp thêm được bao nhiêu từ những người bạn thân thiết, nhưng mình hãy cứ làm bằng cả tấm lòng. Có bao nhiêu gửi đi bấy nhiêu, quan trọng là mình và bạn bè thân thiết được chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng truyền được động lực sống cho mọi người để có thể vượt qua những lúc khó khăn, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ. Tùng Dương chia sẻ thêm, những ngày tới nếu vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn bè, anh sẽ đại diện để gửi số tiền ủng hộ tới các tỉnh đang gặp phải cơn lũ lớn như Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng. Ca sĩ Lý Hải Minh Hà gửi 3 tấn gạo, 400 thùng mì và 200 triệu tiền mặt đến người vùng lũ miền Bắc. Minh Hà chia sẻ, một chút quà nhỏ từ miền Nam xa xôi gửi đến cả nhà miền Bắc. Mong rằng tình yêu thương, sự chia sẻ lan tỏa, sức mạnh tập thể là sức mạnh lớn nhất. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở giá trị của món quà lớn hay nhỏ, nó nằm ở tấm lòng người cho đi. Xin cầu chúc bình an đến tất cả mọi người.
Tối ngày 9 tháng 9, hai ca sĩ Uyên Linh và Quốc Thiền cũng đã ủng hộ 150 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mình và em trai Quốc Thiền xin được góp phần nhỏ bé vào công cuộc khắc phục hậu quả sau bão Yagi. Mong mọi người cùng hiệp sức giúp đỡ và cầu nguyện cho những ai chiến đấu vất vả. Diễn viên Việt Hương cho biết cũng chuyển 200 triệu đồng giúp đỡ bà con. Cô cho biết, mọi năm cứ vào mùa này tôi sẽ hóa thân thành thỏ ngọc, làm chương trình trên sân khấu, tặng bánh trung thu, lồng đèn và quà đến các bé khắp nơi. Năm nay cho phép tôi tạm ngưng tổ chức chương trình vì muốn gửi chút tấm lòng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt nghệ sĩ sao Việt như Trường Giang, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lâm Vĩ Dạ, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Phát La, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Sương Mẫu Minh Tú, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Hiếu Thứ Hải đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và các tổ chức xã hội để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi phát động chương trình quyên góp tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, nghệ sĩ Trường Giang cho hay, tất cả ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, MC đều đang đồng lòng hướng về miền Bắc ruột thịt. Các bạn có mặt tại đây với mong muốn có thể làm một điều gì đó để hỗ trợ bà con vùng lũ. Vì thế khi biết Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, ai nấy đều nhiệt tình ủng hộ. Thực tế trước khi buổi lễ diễn ra, các nghệ sĩ đều đã hỗ trợ theo cách của mình. Vợ chồng tôi vô cùng xót xa trước tình cảnh của người dân đang phải gánh chịu mất mát đau thương, do đó đã quyết định hỗ trợ đồng bào 200 triệu đồng. Trường Giang nói và hy vọng có thể đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ra miền Bắc trực tiếp tham gia các hoạt động cứu trợ. Ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ, trong khả năng của mình sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, từ việc lan tỏa hoạt động quyên góp đến thực hiện công tác truyền thông. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cùng Chris Van ủng hộ 50 triệu đồng và tạm gác mọi công việc để tập trung kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào. Tương tự, nghệ sĩ MC Đại Nghĩa đã chuyển 1.000 phần lương thực đến Tuyên Quang, trị giá hơn 240 triệu đồng. Đây là hỗ trợ từ cá nhân anh và những người bạn. Trước mắt vào ngày 16 đến 18 tháng 9 tới, anh sẽ lên Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên với 1.300 phần quà tiền mặt, ở mỗi phần trị giá 6 đến 700.000 đồng. Ở Lào Cai, Nghĩa đến thăm bản Nú, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên để gửi đến các gia đình còn lại sau trận lũ quét kinh hoàng vừa qua. Đau thương vô cùng khi biết cũng chẳng còn mấy hộ ở đây để mình có thể giúp đỡ. Nhưng mình vẫn sẽ đến, còn ai thì giúp người đó và cả những thôn lân cận nữa, nam nghệ sĩ bày tỏ. Trên trang cá nhân, hậu Lương Thủy Linh xúc động. Trái tim Linh thắt lại khi chứng kiến những hình ảnh đau thương do bão lũ gây ra. Linh xin gửi một chút hiện kim để phần nào giúp bà con ổn định lại cuộc sống. Các em nhỏ có thể tiếp tục đến trường. Nàng hậu đã chuyển khoản 100 triệu đồng về huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, quê hương của cô để chính quyền lo cho bà con. Cũng trong những ngày qua, các nghệ sĩ ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Đức Phúc, Thanh Hằng, Võ Hà Linh, Phương Lê, Phí Phương Anh, Vũ Cát Tường, Thùy Tiên, Subin, Châu Bùi, Thái Thùy Linh, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng hàng loạt nghệ sĩ sao Việt khác đều có những nghĩa cử cao đẹp, thiết thực nhằm hỗ trợ đồng bào đang oằn mình trong cơn lũ dữ. Vẫn còn đó rất nhiều những người nổi tiếng đã và đang nỗ lực từng ngày để đóng góp chút công sức của mình, chung tay hướng về đồng bào vùng lũ. Dù ít dù nhiều, tất cả đều đáng trân quý và thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của những người con đất Việt. Mong rằng những yêu thương và san sẻ của giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng sẽ góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ và truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng chung tay góp sức hỗ trợ nhằm giảm bớt những mất mát đau thương.